để bắt đầu rồi là phần thông tin thương mại rồi chương trình ESPN sau đây được đón xem mời của nhà tiếp tục thay dõi buổi nói chuyện ngày hôm nay với thượng nghị sĩ Trần Neff Nguyễn. <laughs> có một cái tin hồi tuần trước thưa thượng nghị sĩ và thưa quý vị ông thống đốc của tiểu bang California vừa ký qua một cái luật mà trước đây ông cựu tổng thống à, cựu thống đốc tiểu bang California ông Jerry Brown ông phủ quyết cái luật đó là gì là phải yêu cầu tất cả các ứng cử viên tổng thống phải đưa ra cái bản thuế của mình để có thể được trên cái phiếu bầu của tiểu bang California trong trường hợp này. Vậy thì tại sao lần này ông Newsom ông lại ký cái đó mà trong khi ông ông ông, ông Jerry Brown là cựu thượng uh, uh, cựu thống đốc của tiểu bang California là ông phủ quyết. Dạ, yeah, um, so thưa quý vị, hồi đó chúng tôi ở thượng viện á mình không có ủng hộ uh, cái dự luật này. Và mình cái argument mà Janet nói á, là một á mình muốn mấy năm. 5 năm, 10 năm trong cái các bạn thuế đó, bản thuế á yeah, yeah. um, IRS nói là mình phải giữ I think was it 7 năm 7 năm 7 năm. Và yeah. hồi đó đó they muốn argue là maybe mình cần 10 năm because they um, so mình hỏi lại like, okay if mình bắt tổng thó, mình bắt um, thao, um, tổng thống làm á để what about thống đốc của tiểu bang Cali cần không hay <laughs> đúng, là đúng, đúng các vị mà ứng cử cho thường viện hạ viện tiểu bang Cali yeah. I mean where does it stop Yeah. If they, if từ ở trên mà bắt làm á, well, where does it stop? Đúng rồi. Với well, bọn nghị viên, thị trưởng, maybe mình should go ahead and make everybody yeah. muốn ứng cử um, trong khu vực nào cũng vậy hết á, là phải đem ra cái uh, giấy tờ thuế. bản thuế của quý vị. Yeah. Um, so that's why he argument, but ông, ông Jerry Brown hồi đó đó, um, if mình nhớ đúng á, ông nói á, ông không có ủng hộ này because it's unconstitutional. Dạ, yeah, nó vi hiến nó vi hiến. yeah. hiếm um, là vì á, là liên bang á, là cái người cái cái cái, uh, cái cái khu vực mà có quyền cho uh, về cái presidential election yeah. không phải là tiểu bang yeah. so um, that includes a congressional liên bang dân biểu liên bang và thường biện liên bang là do về uh, liên bang uh, nhiệm. Ch chấp nhiệm yeah. không phải là tiểu bang yeah. So mình thấy là this will probably be nó sẽ go to court và nó sẽ become un unconstitutional. Nhưng mà, nhưng mà nhưng mà có nghĩa là cái cái luật này của ông Newsom mà ông ký đó nó chỉ ảnh hưởng cái thuế của tiểu bang thôi đúng không? Nhưng mà tại vì ông Trump ông đâu có trong hợp ông Trump ông đâu so, có ở no, California thì no. đâu có đưa. Không phải thuế của tiểu bang. Thuế, thuế cái của liên bang. Thuế, no, thuế của nguyên cái thuế của liên bang. À à. So he they, they muốn uh, là um, phải submit it doesn't matter anh ở liên bang hay tiểu bang nào cũng vậy hết yeah. á anh phải submit ờ uh, năm năm bản, bản thuế của mình yeah. trước khi được vô và phải đưa cái đó cho ông secretary of state của tiểu bang Cali yeah. Ông chấp nhận được đó rồi xong tên của mình mới được lên trong uh, cái, cái, uh, cái, uh, cái 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 bầu cử phiếu của cái 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 cái, cái, cái phiếu bầu của um, sơ bộ, à. À, bộ. bộ, tức là nó chỉ ảnh hưởng sơ bộ chỉ thôi. Chỉ có ảnh hưởng sơ bộ thôi. À. So một cái mà nhiều người nghĩ là this is how nó sẽ play out yeah. là vì um, ông because um, bầu cử sơ bộ dần tới rồi thưa quý vị, yeah. còn chỉ có polling và mấy tháng mấy tháng nữa, mấy tháng nữa thôi. Yeah. Và giấy um, polling paper là tháng 9 tới đây. Um, so tôi nghĩ là có người nào hay, hay là ông Trump ấy, ông sẽ thưa tiểu bang Kelly but by the time đó tới ấy, và mà chưa được resolve á, election rồi so yeah. không có cách nào mà ông đỡ nổi được hết tới hay là tòa án get involved nổi yeah, vâng, yeah. bài cái election của so bộ yeah. however cái này á, nhiều người đó nói ở trong political á, uh, in the political arena đó là cái này giúp cho bà uh, thượng nghị sĩ liên bang Kamala Harris là một người ông Thống đốc um, Gavin Newsom đang ủng hộ là tại sao bà ta đó đã release 5 năm, thuế, rồi. thuế của bà rồi, à. but ông um, Vice President Joe Biden nữa chưa, ông chỉ đưa 3 năm thôi à. và các vị um, ứng cử của bên đảng dân chủ đó cho tổng um, cho um, tổng thống đó, tổng thống đó, nhiều người có release, nhiều người không có release và người nào mà release chỉ có 2 ba năm thôi không phải giống như bà Kamala Harris, thường uh, thường nghị sĩ Harris, So bây giờ uh, most likely bà sẽ lấy được tiểu bang Cali trong tay của bà. Even à. though cái polling right now show á, uh, bà với là ông Joe Biden á, uh, neck to neck and sometimes ông ngang ngửa, và yeah, ông ngang yeah. ngửa hay là sometimes ông tháng hơn tháng. bà yeah. 1, 2, một 1, phần 2, Um, so kiến này uh, sẽ pretty much put a stamp on guarantee uh, bả được cái phiếu của tiểu bang Cali và quý vị biết á, uh, cho đảng dân chủ á uh, tiểu bang Cali á uh, cái phiếu nó rất là mạnh và cái đó là cái electoral votes của tiểu bang Cali rất là mạnh. so cái tại vì tiểu bang Cali cái population của mình gần tới bốn triệu người lần. À. so người nào mà muốn thắng được ga yeah, uh, bầu cử sơ bộ phải lấy được tiểu bang Cali. nhưng mà nhưng mà lấy thí dụ bà Kamala Harris bà lấy được tiểu bang Cali thì cũng chỉ là cái primary thôi yes, đúng không? But bà phải thắng cái primary to go in November phải không? Đúng 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 nhưng còn những tiểu bang khác nữa chứ yes. đúng không? That means uh, bà đó in order for người nào mà muốn thắng bà đó không cần Cali á bên đảng dân chủ á thì à. phải thắng hết mấy thành phố mấy tiểu bang khác à, à, à. okay à, à. because gần tới mười mười mấy tiểu bang lần mới come mới... up mới cộng lại mới cộng bằng cộng cái lại. số số của Cali cử tri đoàn uh, của Cali đúng à. yeah and so that's why là uh, they phải lấy được tiểu bang Cali và originally á uh, bà thượng nghị sĩ Kamala Harris của tiểu bang Cali uh, thấy là bà mạnh lắm but then á uh, lately á uh, bà up and down với lại ông Joe, Joe Biden, Biden. Yeah. so this uh, will guarantee bà on the ballot right now uh, ông không có được quyền on the ballot của tiểu bang Cali Unless ông release hai năm nữa. Nhưng mà đã, đã tới cái hạn chót chơi deadline để cho ông Biden đưa ra hai năm còn lại chưa? Chưa, còn chưa à. chưa, dạ chưa. À, à, tức là coi như ông Biden vẫn còn có thời dạ, gian đúng. để để mà đưa ra hai năm hai năm còn lại bản thuế để mà được lên cái cái kia. Dạ. À thì à thì đây là cái cái trò chơi mà tại sao ký dù rằng biết rằng là có thể là vi phạm à, vấn dạ, đề hiến pháp không ạ. À, một cái bản tin khác kính thưa quý nhà nó liên quan đến tình hình tình hình tại quận cam của chúng tôi ở đây như chúng ta cũng biết rằng là hiện tại kinh tình kinh, kinh tế của Hoa Kỳ rất ổn định à, tỷ lệ thất nghiệp càng ngày càng thấp tuy nhiên có một cái hiện tượng mà không ai có thể giải thích được là tại sao ở tại quận Cam này lại có rất nhiều người homeless vô gia cư trong khi kinh tế càng ngày càng tăng lý do tại sao và tại sao cái vấn đề cung cấp nơi ở có phải là trách nhiệm của tiểu bang hoặc là liên bang hay không thưa thượng nghị sĩ? Dạ không, Um, to à tức là không, không có trách nhiệm với người đó Không phải không à. um, liên bang với lại tiểu bang á so liên bang là cái cơ quan mà cho tiền cho cho quận để cho quý vị nào mà có nhận được tiền housing á um, sau so liên bang cho tiền qua quận cam để quận cam then disperse cái tiền đó cho quý vị mỗi tháng để cho quý vị trả tiền nhà housing của quý vị à. um, and then tiểu bang á they có quyền cho quận thêm tiền hay là làm cách nào mà mấy cái luật để cho nó dễ hơn để cho um, các um, thành phố hay là quận um, deregulation để cho đây làm xây nhà nhanh hơn yeah. uh, và rẻ hơn tại cái permit bây giờ rất là mắc. Uh, mình nghe đó là roughly tới 100 tới 200 ngàn đồng đó là chỉ cái permit thôi uh, để cho you know xây mấy mấy căn nhà một lượt uh, một lúc um, so Quận Cam là cái cơ quan fully responsible cho cái housing issue của Quận Cam và trong đó đó thưa quý vị là cái một có một cái hội đồng giám sát của Quận Cam và thưa quý vị cách mà chúng tôi ở hội đồng giám sát Quận Cam chúng tôi lấy mấy cái nhân khoản đó mình tiếp tục giúp cho các hội để xây thêm nhà cửa và giúp cho các uh, vị nào mà không có kiếm được việc làm hay là không có kiếm được um, chỗ mà if they mà um, addicted to drugs đi để giúp cho đem kiếm cho đem chỗ để cho đây đi um, rehab uh, và quý vị cũng uh, nhớ là cách mà chúng tôi là hội đồng giám ở hội đồng giám sát đó, trong lúc đó đó là recession hit ở quận cam. Yeah à, uh, nguyên cái nước Mỹ luôn, không phải chỉ quận Cam không. So, nhân khoản của chúng tôi á, lúc đó đó là nó ít hơn và also nhiều người trong quận Cam không có việc làm. Yeah. Now á, mình có a booming economy và tại sao á, trong vòng 2 năm qua đó nó mới reported là quận Cam á, increase 43% homeless, 43% hơn 2 năm giờ trước. Wow. It's unbelievable. And that's one thing that là like chúng tôi và các vị như ông dân biểu um, tiểu bang Tom Daley, bà dân biểu tiểu bang um, Sherrod silver chúng tôi bà thượng nghị sĩ um, Pat Bates, và ông thượng nghị sĩ John Morlock hợp tác nhau làm một cái dự luật thành đạo lực ở tiểu bang bắt buộc quận cam phải có một cái home um, um, home home trust để cho đây hợp tác bắt buộc đem phải hợp tác với thành phố, hợp tác với lại các vị um, um, developer là quý vị mà um, có kinh nghiệm để uh, xây nhà, xây ừ. nhà. Yeah. và also với lại mấy cái hội đo mấy cái hội non-profit mà giúp cho homeless và giúp cho xây nhà cửa cho các vị homeless hay là rehab center etc. We had to bắt buộc vận cam Orange County hội đồng giám sát hey you không có làm mình ơn được nữa because you không có làm được việc. Right now homeless quý vị cũng thấy trong quận Cam á quý vị, quận Cam của mình á là 3.2 triệu người, một cái khu vực mà the sixth largest county ở trong nước Mỹ. With cái budget hơn 6 billion dollars lần. Um, so we have to question uh, là cái leadership của hội đồng giám sát các vị ở trong hội đồng giám sát như ông giám sát viên uh, Andrew do uh, trong cái khu vực của chúng ta. Tại sao mình phải hỏi ông ta mấy trăm triệu đồng đâu mất hết rồi? Tại sao trong hai năm qua kinh tế lên và ít uh, nhiều người có việc làm và tại sao mà 43% homeless increase? Đừng có đừng có đổi thường người này và đổi thường người kia nữa. It comes down to leadership. You either got the leadership or you don't have the leadership. But it's, you know, when cái hội đồng giám sát You have to be responsible because quý vị thấy không, mình đi bây giờ á không phải là chỉ cái chỗ mà đi chợ có homeless, Cái nhà của mình cũng có homeless, đi lái xe xuống đường cũng homeless, đường lớn đường nhỏ cũng có người yeah. homeless. Um, where's all the money? Mấy trăm triệu đó mất hết rồi, yeah. mình phải đem cái tiền đó also giúp cho mấy thành phố và giúp cho uh, đưa tiền lại cho mấy thành phố luôn and that's where uh, we as uh, you know key delegation của quận cam á uh, mấy năm qua đó uh, had to come together để force cái hand của hội đồng giám sát để cho đây bắt buộc phải làm cái việc của đầm cái responsibility của đâm dạ vâng à, mình sẽ trở lại đề cái đề tài này vào tuần tới à, tại vì đây là đề tài, đề tài ảnh hưởng trực tiếp đến cư dân cái quận cam của của chúng tôi kính thưa quý khán giả một lần nữa cảm ơn thượng nghị sĩ tranh Nguyễn nguyễn đến với chương trình thế giới ngày hôm nay và xin hẹn quý khán giả và thượng nghệ sĩ vào tuần sau trong yeah. giờ này trên đài truyền hình SPT.